mình là Rita từ du học In Spido. Anh Quốc luôn là một trong những điểm đến học tập hấp dẫn được nhiều bạn trẻ lựa chọn. Tuy nhiên thì khi dự định du học tại đây thì các bạn thường cân nhắc về tài chính, tại vì các khoản phí tại Anh không hề rẻ. Chính vì vậy trong video ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn một số tip giúp các bạn tiết kiệm chi phí khi du học tại Anh, cùng tham khảo với mình nhé. Thứ nhất là các bạn sẽ săn học bổng. Tại các trường đại học ở Anh thường có nhiều suất học bổng dành cho sinh viên quốc tế, và trị giá của các suất học bổng này từ bán phần cho đến toàn phần. Với những bạn không có thành tích học tập quá xuất sắc thì các bạn vẫn có thể săn học bổng đầu vào trị giá vài ngàn bảng Anh, và sau đó trong quá trình học tập tại trường thì các bạn cố gắng học tập tốt thì mình vẫn có thể xin học bổng đang là sinh viên tại trường, sẽ giúp bạn tiết kiệm chi phí. Như vậy thì ngay từ bây giờ, nếu bạn đang có dự định đi du học Anh thì bạn cố gắng học tập thật tốt, tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, những cái hoạt động thể hiện khả năng lãnh đạo của bạn, và cố gắng trau dồi tiếng Anh thật là tốt nhé. Thứ hai đó là bạn nên đến thư viện để học tập. Giá các loại tài liệu và sách tại Anh không hề rẻ, cho nên là nếu như mà bạn muốn mua đầy đủ để phục vụ cho việc học tập của mình thì bạn sẽ tốn khá là nhiều chi phí. Chính vậy khi mà qua bên đó thì bạn tranh thủ làm thẻ thư viện càng sớm càng tốt, và mình sẽ đến thư viện để mình học bài. Khi học tại thư viện thì bạn sẽ có không gian yên tĩnh để mình có thể tập trung học tập, và có rất là nhiều loại sách để các bạn tham khảo và có thể phục vụ cho việc học của mình thật là tốt. Thứ ba đó là bạn nên dùng mạng xã hội để liên lạc với người thân, bạn bè mình ở Việt Nam. Giá cước điện thoại tại Anh khá là đắt, và nếu bạn dùng điện thoại để gọi về cho gia đình thì bạn sẽ tốn khá là nhiều tiền. Hiện nay thì các mạng xã hội khá là phát triển, và bạn hoàn toàn có thể gọi cho người thân qua Facebook, Viber hoặc là Skype. Bạn có thể share tiền internet với những bạn chung sống chung trong căn nhà hoặc là trong phòng của bạn. Thứ tư đó là bạn nên tìm công việc làm thêm. Hầu hết sinh viên đều tìm công việc làm thêm khi học tập tại Anh. Sau khi qua Anh một thời gian và bạn đã ổn định việc học của mình rồi, bạn có thể sắp xếp được thời gian thì bạn nên tìm một công việc làm thêm. Mặc dù chi phí tại Anh khá là cao, nhưng nếu như mà bạn tiết kiệm thì bạn vẫn có thể chi trả được phần sinh hoạt phí, hoặc nếu không thì gia đình bạn chỉ hỗ trợ bạn một phần nhỏ mà thôi. Thứ năm đó là bạn nên sử dụng các phương tiện công cộng. Cho dù bạn học ở trong ký túc xá hay là bạn ở ngoài trường thì bạn vẫn thường phải sử dụng các phương tiện để mình đi lại, và taxi ở Anh thì có giá khá là cao, vì vậy bạn nên sử dụng các phương tiện công cộng như là xe bus, tàu điện ngầm hoặc là xe đạp v.v. Và thường có những cái chương trình ưu đãi dành cho sinh viên khi đi lại các phương tiện công cộng này. Điều cuối cùng mình muốn chia sẻ với các bạn đó là các bạn có thể tiết kiệm chi phí thông qua việc mua sắm. Trước khi mua sắm thì các bạn nên lập một danh sách những vật dụng thiết yếu để tránh trường hợp mình vung tay quá trén, hoặc là các bạn nên share những cái vật dụng nào mà mình sử dụng chung với nhau. Ví dụ như là dụng cụ bếp thì các bạn có thể share chung với những cái bạn ở chung căn hộ hoặc chung phòng với mình. Và nếu như mà muốn quần áo nè, giày dép nè, thì các bạn có thể đợi những cái đợt khuyến mãi lớn tại Anh để mua, thì mình sẽ tiết kiệm được chi phí hơn. Trên đây mình muốn chia sẻ với các bạn những cái tip nhỏ nhỏ giúp các bạn tiết kiệm chi phí khi du học Anh. Hy vọng rằng những thông tin này sẽ hữu ích với các bạn, và nếu như các bạn có bất kỳ thắc mắc gì thì đừng ngần ngại liên hệ với Inspido Edu và số hotline 0943 556 128, hoặc email info@inspidoedu.com để được hỗ trợ trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ sau nhé.